các bạn mở Google Chrome lên và các bạn gõ tìm kiếm A Power Mirror ở trong thanh tìm kiếm. Trang web hiện lên và các bạn nhấn vào trang chủ của A Power Mirror. Kéo từ từ xuống dưới và các bạn chạm vào mục Download. Chờ cho máy nó chạy tải về. Các bạn nhấn Relaunch Download. Rồi sau đó các bạn nhấn vào biểu tượng ở phía trên. Nhấn Run. Tiếp theo nhấn OK. Sau đó nhấn Next. Tiếp tục Accept. Các bạn chờ cho máy nó cài đặt nha. Nhấn Run. Xong sau đó các bạn nhấn Install. Chờ cho máy nó cài đặt nha các bạn. Sau khi mà cài đặt xong phần mềm thì nó sẽ có giao diện như thế này. Và các bạn chọn vào cái mục là Wireless Connection nha. Xong sau đó các bạn chọn mục Arm Receiver nha, như trên hình nha. Tiếp theo thì các bạn sẽ tải về cái ứng dụng Power Mirror trên điện thoại iPhone của bạn nha. Các bạn tìm kiếm tương tự như ở trên Google Chrome nha. Sau khi mà các bạn tải về Power Mirror xong thì nó sẽ có giao diện như thế này ở trên điện thoại. Các bạn lưu ý rằng là các bạn sẽ phải sử dụng chung một cái mạng Wi-Fi đối với điện thoại iPhone và trên laptop hoặc là máy tính của bạn nha. Xong sau đó thì các bạn chạm vào Localhost. Hệ thống nó sẽ tự động dò cái laptop của bạn và các bạn nhấn vào đúng cái tên laptop của bạn. Các bạn chọn vào Mirror iPhone to PC. Như vậy là các bạn đã chia sẻ xong cái màn hình điện thoại iPhone của bạn lên trên laptop hoặc là máy tính của bạn nha. Bạn muốn mua phụ kiện công nghệ mà chưa biết tìm ở đâu? Truy cập ngay phần mô tả kênh bên dưới để nhận hàng ngàn ưu đãi hấp dẫn.